Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Quy Hưng. Thì ngày hôm nay các bạn là ngày 31 tháng 3 năm 2020, thì cũng là cái ngày mà showroom Mercedes bên Duy chốt số ở phòng kinh doanh, cũng như là ngày cuối cùng của tháng, cũng như mọi tháng thôi. Nhưng mà từ khi mà nghe cái thông báo của Thủ tướng Chính phủ là ngày mai được gọi là cách ly nội bộ á, thì cái tâm lý của mình ngày hôm nay đi làm các bạn giống như là ngày mai sắp được nghỉ Tết vậy đó. Đó thì mọi người công ty cũng vậy, ai cũng đi làm rồi muốn tranh thủ để chạy về nhà thôi. Thì bây giờ Duy đang tranh thủ để giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này về cho anh Hoàng. Đó thì anh Hoàng là một doanh nhân cũng như là một sếp bự ở Củ Chi các bạn. Thì công ty của anh Hoàng thì chuyên sản xuất về giấy cà tông đó, với lại những cái sản phẩm khác nữa. Đó thì bây giờ thật sự các bạn Duy gọi là anh Hoàng, nhưng mà anh Hoàng á giống như là cỡ tuổi ba của mình vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với anh Hoàng qua điện thoại cũng như là gặp trực tiếp anh Hoàng á, thì Duy đã gọi anh Hoàng là bằng anh lúc đầu rồi, cho nên là thôi Duy vẫn gọi là anh Hoàng luôn đó. Và anh Hoàng các bạn mặc dù là hơn 60 tuổi rồi nhưng mà rất là năng động, rất là hoạt bát, cũng như là kiểu giống như là một cái thanh niên vậy đó. Đó cho nên là khi mà gặp anh Hoàng á, thì các bạn sẽ thấy rất là khác ha, giống như là những cái chú mà tầm hơn là 60 đó. Thì một lát nữa khi mà đến nhà anh Hoàng ở Củ Chi á, thì Duy sẽ cho các bạn gặp anh Hoàng cũng như là giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này. Còn và nếu được á, thì sẽ tham quan cái nhà của anh Hoàng luôn. Nhà anh Hoàng một cái biệt thự rất là đẹp, rất là lớn. Thì Duy đến đó 2 lần rồi đó, Duy rất là thích đó. Hẹn gặp lại các bạn tại nhà của anh Hoàng nha. Xuống xe luôn anh sĩ ơi. Dạ kìa anh. Ủa bấm cái này xuống đó anh sĩ. Cái chân trước này. Cái này bấm cái chân này rồi bấm. Dạ, nửa bình, em đổi nửa bình. Sân rộng quá, đậu được mấy chiếc luôn á. Trời ơi, đậu đây mấy chiếc khác qua tầng lợi. Mười mấy chiếc hả anh? Nhiều, mười mấy chiếc. Cái này nó trượt ra chắc cũng mười mấy mét. Cái thớt xe nè, với lại chiếc xe á. Lấy nó 20 mét. Ok, để em chạy trên. Dạ đây. Lấy thành công vậy hả? Dạ có chứ. Có không? Có, đầy đủ. Để xe tới. Tự không có, chị thấy mình kế xuống nè. Chị mở cái đèn, mở cái đèn lên, mở cái sáng lên. Mở nào vậy, đèn đèn đây mở nào vậy? Em đặt riêng cái bó hoa này cho chú mà. Mở cái ôi, ở nãy giờ tôi không có em ơi. Em gửi tặng anh Hoàng bó hoa ha. Cảm ơn anh Hoàng đã
đã ủng hộ Mercedes-Benz cũng như là ủng hộ em. Yeah. Kính chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều vui và an toàn trên suốt quá trình sử dụng chiếc xe Mercedes-Benz này. Yeah. Rồi anh rất cảm ơn em, cảm ơn Mercedes-Benz. Yeah. Anh cũng đã đi rất là nhiều xe, nhưng mà đa số là xe sedan không à. Hôm nay coi như là qua cái năm 2020 này, sau cái chương trình Mercedes-Benz có cái sản phẩm mới. Dạ. Coi như là Galaxy 300 4MATIC. Cho nên anh quyết định đổi một cái dàn xe mới. Thì trước đây thì anh Hoàng cũng đã sử dụng cái xe Mercedes-Benz rồi, cách đây cũng khoảng bao năm rồi anh? Đây cũng khoảng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Dạ. Thì thật sự trong cái 10 năm trước đây á, với lại bây giờ thì chiếc xe Mercedes-Benz nó thay đổi rất là nhiều rồi. Đó, thì bây giờ em nghĩ chắc là anh Hoàng phải làm quen lại từ từ mới có thể là quen được cái xe Galaxy 300 này. Anh đang đi chiếc này nè, chiếc Camry này nè. Dạ, Camry. Ok, anh hy vọng rằng gửi chiếc này tạo cho anh thứ nhất là an toàn nè. Dạ. Thứ nhì là gửi là gặp nhiều điều may mắn. Đấy. Dạ. Đó. Thì anh Hoàng, em anh Hoàng xe mẹ đâu, mẹ đâu rồi, mẹ đâu? Ra luôn cái bé rồi. Mẹ lại chụp cho ba cái chứ. Đứng ngoài đi. Đây ra đây, ra đây luôn. Để quy quá bông nha. Có bông ra để chụp cho em với anh Hoàng tấm để em chỉnh cái máy cho nó. Juliet, dù chỉ là trong sự tưởng tượng của riêng mình, để rồi thầm cảm nhận thế giới kia không xa xôi là mấy, nó thật gần. Vì trong những câu chuyện tình này, đâu đó như cũng có chính tôi đã thấy mình trong đó. Coi nội thất nè, chưa còn buổi tối nè. Đó. Để cho mọi người xem chưa cái nội thất này anh sẽ chưa có biết xài ra sao nhiều đâu, có gì tao hỏi vậy. Nó đẹp ghê không? Đó, nhìn vậy đó. Tôi nhìn chụp hình mà thấy không? Quá đẹp rồi. Ủa cái kia thấy cái hoa lăng chặt không? Tôi coi là cái này không phải nè, cái nhập nó có hoa lăng chặt hả? Dạ. Là có cái hoa lăng chặt á. Là của nhập phải không? Cái này mình tính giới hạn cao thấp tới đâu? Cao thấp thì ví dụ như nè, đang nó cao maximum nè. Ví dụ anh Hoàng muốn ở chỗ này thôi. Thì anh Hoàng bấm cái nút này anh Hoàng giữ luôn. Cái nút mà stop nè. Tới đâu giữ luôn. Tới vừa xuống mình nhấn giữ luôn. Mình là... muốn dù mình muốn chỗ này mình muốn cái nào giữ đó. Thì bấm giữ luôn nè. Nhiều khi bả muốn mở thì không biết. Nó kêu cái pin cái không? Là nó lên tới đây là nó sẽ dừng lại thôi. Còn dù mà anh Hoàng muốn hủy cái tính năng này thì nó bấm lại giống vậy nó sẽ hủy.
Đó, giờ nó lên tới đó thôi. Tới đây thôi. Đó, à, vậy được rồi. Vậy được rồi. Chứ đụng nào không? Đụng nào không? Không đổ tao thì được rồi. Tao sợ bả đó chứ. Bả mà đụng bả là bả kiếm chuyện, không bả chửi không? Chết rồi. Kiếm chuyện chửi. Không có cái này thì gài. Cái này gài. Ví dụ mà anh Hoàng không muốn chở đồ nhiều mà có này nó buồn. Để mấy cái vợt không à? À, vợt tennis ha. Anh Hoàng cho tennis ha. Còn nếu chơi đánh gòn thì chỗ này để có thể được 3 túi gòn luôn. Em ế này sao chứ 3 túi gòn đâu có khiêng nổi. Đấy. À thì để đi chung á, đi chung bạn bè nhau á. Cũng nổi đâu, 2 túi là nhiều lắm á. Thường đi 2 người. À, 2 túi là đi dữ lắm. Ok, bây giờ mấy cái xe này nó nhiều tính năng lắm. Thì giờ em hướng dẫn cho anh từ từ ha. À, chắc giờ hướng dẫn cho một lúc này sao được. Giờ hướng dẫn không hết. À, nhưng mà chỉ có một số cái mẹo thôi. Bây giờ trời, ta chạy xe thì không biết bao nhiêu đời xe mà nói rồi, nhưng mà những cái loại mới này từ từ tìm ra hết à. Dạ. Nhưng mà có cái là cái chức năng mà để auto parking nó nằm ở đâu? Auto parking á thì nó sẽ có một cái nút bấm. Này, cái này phải bấm camera gì à? Không, cái này nút auto parking luôn á. Ủa vậy hả? Camera 360 độ là nút này luôn. Là có auto parking luôn. Ồ vậy. Đây nè. Cái camera nè, nghe không? Cái này là thắng hả? Cái đó thắng tay ha. Là thắng tay, thắng điện phải không? Dạ, thắng điện. Còn cái này. Cái đó là mở cái cốp, anh móc lên là mở cái cốp sau. À, cốp sau hả? Cốp sau. Còn cái trước là cốp trước thì nằm ở dưới đây. Nằm sâu dưới này ha. Ủa cái này nó 360 sao ở đằng sau nó có cái gì nó đen vậy ta? Cái bóng của cái xe á. Ờ vậy hả? Dạ. Còn cái này là cái mặc định của ấy đâu. Cái không? Này là bánh trước bên trái, bánh trước bên phải ha. Chỗ này anh Hoàng mở cửa. Chờ ở dưới này phải không? Nhìn Hoàng là không biết con tuổi không? Trời, 60 nay là 62 tuổi rồi đó. Mà con Yến hôm nay nó gần 40 rồi đó. Chị Yến ha. Ừ. Thịnh cứ vậy luôn đó. Cái này nó chống chói. Ở đây Dũng không có ở đây ha. Dũng nó không có lên. À. Dũng nó đi với lại về nó về không có, nó về nhà với Sài Gòn á. À. Chỗ này thì anh sạc điện thoại không dây được. Biết rồi, thấy à. Nhưng mà còn một số nhiều có tính năng lắm, nhưng mà mình lộng cộng bị cái quan trọng nhất là tụi nó nói là bây giờ hiện nay á, mấy đứa mà ở chế độ á, trời ơi, tao có cái thằng em vợ nó chơi dữ lắm, mà nó mua cái xe nó không có bao nhiêu tiền á, mà tiền độ bằng tiền cái xe á. Thôi nhưng mà xe này anh Hoàng hạn chế độ thì tao tính hạn chế độ, bởi vì nó nói là phải đổi, bởi vì mình xài bằng cái map không được, bằng Việt map cũng được. Nhưng cái màn hình này á, thì người ta là rất là hiện đại, có thể rồi, nói anh biết thì biết hiện rồi, tại số 1 thế giới hiện tại bây giờ luôn. Đúng rồi, nhưng mà tại sao nó không cho mình can thiệp vô cái hình ảnh này kia nọ ta? Tại vì đó là ảnh hưởng đến an toàn, dù khi anh chứ đúng bây giờ chẳng hạn như là bây giờ mình lấy cái tai xe này á cắm vô đó thì mình mở phim, mở nhạc và tự động nó qua đây, nó truyền qua đây luôn, thay vì nó truyền trong cái điện thoại của mình thì nó truyền qua đây. À, nếu mà anh Hoàng sử dụng bằng cái USB á là được. Mà có mấy cái file mà video á, thì anh Hoàng có thể xem trên đây cũng được. Nhưng mà khi mà anh Hoàng chạy nó sẽ không cho anh coi. Vậy hả? À, thì đối với Mac thì nó sẽ hạn chế cái này. Thí dụ chẳng hạn như camera, ta kiểm tra camera, tầm soát camera ở nhà máy. Như cái xe kia tao đi tới đâu tao coi cũng được. Vì sao cái này mình không tầm soát được hả ta? Cái đó thật sự Android á. Cái đó thật sự là một cái màn hình giống như Android, hoặc là một cái màn hình giống như cái máy tính bảng rồi. À. Chứ nó không có phải là cái màn hình của xe nữa. Nhưng mà tại sao là anh coi là thấy là nó qua ấy nó coi. Cái thứ hai nữa, đây nó có cái bản đồ đây nữa. Tại vì bản đồ dẫn đường đây luôn. Cái này có không? Dạ. Cái này không có bản đồ dẫn đường trên đây. Sao có cái của nó tích hợp bản đồ dẫn đường nằm trên đây luôn. Mình mở một cái profile, một cái rồi, chương trình nào rồi, đó nó rồi, vô đây rồi, giờ nó không cho mình à? Đúng rồi, nó bữa em thử rồi nó không mở được. Tại vì đó nha, những cái chiếc xe mà nó có cái tính năng mà bản đồ mặc định của xe á, bản định mặc định luôn á, chứ không phải là cái bản đồ mà mình sao qua này cái nó không mặc định được CarPlay, mà là nó mặc định vô đây luôn á thì mình chỉnh cho nó được. Sao nó không mặc định được cái này hả ta?
Thanh nha. Cái đó Cẩm Linh Thanh ha. Cẩm Thanh anh Hoàng kết nối. Ủa mẹ đó con. Dạ. Ôi mẹ coi kiếm gì ấy, rồi dọn cái gì kìa. Đi ăn đi. Dạ hồi nãy giờ không ấy trời. Mẹ hỏi anh Thịnh, anh Thịnh nó đang ai. Rồi 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 không có, thôi vô vô đóng tôi mà chuẩn bị đi ba vô có khách. Cái này là mình tắt là tự động tắt hết luôn chứ mình đâu cần phải tắt cái nút này đâu đúng không? Ok, dạ, đúng rồi. Đúng xong rồi. À vậy là xong rồi. Cái này bỏ trong này là đâu quấy được đó phải không? Bỏ không có cửa được. Nhưng mà có cái chìa này mình xài chìa nào cũng được hết đúng không? Hai chìa giống nhau. Nhưng mà ý thí dụ như cái chìa này một thời gian hết lại nó có nhận tín hiệu không? Ờ nếu mà hết pin á, nếu mà hết pin á thì anh Hoàng phải sử dụng cái chìa khóa cơ để mở cửa. Còn nếu mà không, biết rồi, anh hiểu rồi. Nhưng mà ý tôi nói thí dụ mình xài cái chìa này quen rồi, cái mà muốn lấy cái chìa kia ra cái một là còn là nó lúc đầu nó bắt nó phải nhận tín hiệu không. Giống như cái xe kia vậy đó. Dạ, xe này không, xe này giống nhận tín hiệu nó chỉ tít tít cái nữa rồi mình nó mới kết nối giống như nó reset lại nó reset bởi vì hai cái nó thông số nó không giống nhau á. Dạ đó không, cái này cũng... thì anh Hàng cứ xài bình thường thôi thì vô trong ấy đi, cái này mình ấy là tự động tắt hết chứ mình đâu có ấy nó đúng không. Dạ đi 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 mời. Thì bây giờ Duy mời các bạn vào tham quan nhà anh Hoàng nha. Thì thật sự là Duy đến nhà anh Hoàng 2 lần rồi. Đó, thì lần này là lần thứ 3 đó. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn vào tham quan nhà anh Hoàng chơi. Nhà anh Hoàng rất là đẹp luôn. Các bạn thấy không? Anh Hoàng cái này thiết kế cổ điển hả anh Hoàng? Rồi, rồi. Cổ này là mấy cái này á, mấy cái chi tiết hoa văn nè. Này nó giác vàng đó. Cái này là ốp vàng 24 anh. Vàng 24 anh, hay vàng 18. Vàng này là vàng nó 18 rồi. Nó có rồi. Still my me. Quá không? Đấy, chắc quay chụp anh đang hỏi đi. Không phải làm gì được, chúng ta bên xe đèn này không? Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây. Đây, đây. Đúng rồi. Đó. Okay, bàn làm việc có cái MacBook của anh Hàng nhìn là thích rồi đó. Mấy người mà làm phim ảnh á, nhìn cái máy này tôi thích lắm. Ta đi ra sao luôn ha anh Hoàng ha. Lát đó em bàn giao giấy tờ cho anh. Tôi cũng vậy. Đây chụp tấm là hơi bị đẹp á. Sao đây? Bữa nay anh Hoàng nhiệt tình quá. Tao chờ từ nãy giờ. Thật sự các bạn, anh Hoàng rất là nhiệt tình luôn á. Ngày hôm mà Duy đến gặp anh Hoàng lần đầu tiên thôi đó, thì ngày hôm đó mặc dù là mới gặp lần đầu thôi nhưng mà nói chuyện chút xíu á, thì anh Hoàng đặt cọc ngay luôn. Và ngày hôm đó cũng rất là vui luôn, là anh Hoàng còn mời Duy ăn cơm các bạn đúng không đó, nhưng mà rất là ngon đó, chị thì làm đồ ăn rất là ngon đó. Thì ngày hôm đó mặc dù là cơm chiên Dương Châu ở nhà tự làm thôi nhưng mà cực kỳ vui luôn các bạn. Đi đi chị ơi, bữa rồi em ngồi ở đây nè đó, chỗ cái nhà gỗ mà của anh Hoàng á. Mời ơi đi á, mời. Dạ đây đi lần 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 thứ mấy đây? Tới đây là thứ ba, bữa nay là thứ ba. Ngon quá. Cho mấy lon bia vào đâu rồi? Ngon quá nha. Không biết nè, biết mà làm gì không biết. Bữa rồi là ăn cơm chiên Dương Châu. Dạ, cơm chiên em ngon quá chị. Anh Sĩ ở đó có hồ cá coi đẹp quá anh Sĩ. Nói chứ quay cá coi ra đi. Ủa cái được thẳng ra đó, để ngồi đi. Mấy con cá coi nó to ghê luôn á. Đẹp mấy không? Đó. Tối quá.
Anh chứa đi mấy này, dạ. Anh chứa đi. Anh đi ăn tự nhiên. Rồi. Dạ. Cái này là cây nho hả? Mẹ ơi, mẹ lại đi. Quay các con mở đèn mới quay được cho sáng. Ở dưới hồ nước này có ca, có đèn hả anh? Có đèn. Có hồ nè, anh chỉ cho anh chỉ. Thấy không? Nước khá chảy thế à. Hồ mấy con này chắc nuôi lâu lắm rồi nè, to quá trời luôn. Giờ này giống như no hay sao? Con nó lên mình ăn rồi. Cái chiều tối về cái mày cùng gọi lên ra. Em quay trước rồi tiếp chuyện. Rồi. Đi hết khỏi. Rồi. Chị cho cô bò mang về, cô bò Củ Chi. Này, đi ăn xong rồi bù này. Ngon quá anh chị ơi. Bù rồi, bù lắm rồi. Ngon quá, ngon dài luôn rồi. Cái này cho là sỉ, là sỉ. Dạ, cháu yeah. Ăn của ít lòng nhiều. Đấy, rồi cái này. Ta tính mình lên ba đứa thôi rồi. Thấy luôn. Trời ơi, thôi một bao thôi. Không, rồi gửi luôn. Rồi, đấy. Cảm ơn anh nhiều. Đấy, mọi người. Đấy. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi. Hai bao luôn chứ không phải một bao luôn. Rồi. Đó. Tuyệt vời. Cái này trong này cái gì cái gì? Không đâu. À, có bảo hiểm. Rồi đăng bộ đâu? Đăng kiểm nè. Ủa cái này bao giờ lấy? Cái này thì có cặp vẹt xong rồi. Cầm cặp vẹt mới lấy được hả? Cầm cặp vẹt xong rồi gửi cho em chụp hình thôi. Cho mình cặp vẹt thôi phải không? Rồi em gửi cho em cái này em mới lấy được cái đăng kiểm. À, rồi mai mốt rồi phải lấy hả? Dạ. Mốt vậy ai đồng chạy dưới mày? Hả? Gửi cho em tự lấy em gửi cho chắc. Vậy kêu nào gửi đi còn cái này. Còn mấy cái ấy là chuối cái này thôi. Cái này để bỏ đi xe trong mấy ngày nữa thôi vậy. Nhưng mà mấy ngày, ngày mai ngày mốt vậy nó đã có cặp vẹt rồi mà. Đúng rồi. Còn không thì cho em tại tờ này đi. Anh đâu cần đi tờ này đúng không? Cần không? Đi cái này cần này. Tao cũng chả cần, cũng chả nào thổi vậy không. Cần đây mình đi như cuối tuần mà giao lại vậy. Dạ, có cặp vẹt rồi giao lại. Anh Hoàng ở nhà làm việc không ạ? Cách ra sổ hả? Tao mua dao cho con chứ, chẳng qua người ta vô nó rối. Vô trong xe, để bỏ ngoài xe này. Tao xe. Vô trong xe là tụi nó rối, còn mấy cái này là... Vô trong hẻ này mấy... Cái này có ký nhận hả? Dạ. Mấy nhân viên gói đội hình á. Tao vô đó. Sợ. Còn vô thấy mấy nhân viên tao ký rồi đây. Sợ. Rồi. Ta giữ lên cái đúng không? Rồi, cái nào giữ để đem đi ra đó. Rồi thôi ok. Đây. Đó. Nhà nhớ lên rồi nhớ. Bây giờ mình cũng về. Rồi, không sao đâu, đi ấy đi. Thôi em xin phép anh về nha anh Hoàng. Đẹp quá. Ủa anh Hoàng ngủ cái phòng nào? Trên lầu hay dưới đây? Ở dưới hả? À, đây ạ. À. Có cái hồ đẹp quá nè anh xem. Dạ. Cái đèn nào? À, hồi nãy mình đặt bật đèn mi. Cái đèn đó là đèn cậu xe đó. Ví dụ anh Hoàng đậu ngoài đường mà sợ mà xe máy tới nó thấy không thấy xe mình á. Thì mình phải bật qua cái độ đó. Để nổ xe ra chỉ cho anh luôn kìa. Giờ anh mới trở về chế độ auto lại. Kệ nó, cho tôi biết nè. Bật auto lại nha. Để hết bình. Để sao? Hết bình. Cứ bật lại gì đó dặn nó. Có cái đèn đó nè, cái chung chậm. Mở cửa. Rồi. Rồi hai anh em bắt tay chào cho cái. Rồi. Cảm ơn Hoàng nhiều nha. Chúc anh rồi, cảm ơn Cưng. Rồi cảm ơn Cưng, chúc em cũng vậy. Có gì cứ gọi cho em lúc nào cũng chắc chắn rồi. Rồi. Dạ.
Vài cảm ơn em trai. Dạ. Lấy hai chai nước lên xe. Anh Hoàng chu đáo quá. Vừa rồi thì mình mới bàn giao với xe Mercedes-Benz GLC 300 cho anh Hoàng xong. Thì ngày đầu tiên các bạn khi mà gặp anh Hoàng thì anh Hoàng cũng mời đi ăn các thứ. Rồi ngày hôm nay giao xe cũng vậy, anh Hoàng đã chuẩn bị đồ ăn coi như là thật sự rất là từ buổi chiều rồi. Nhưng mà do hai anh em đi xuống trễ một chút xíu cho nên là mãi mới ăn. Thì chắc là do anh Hoàng đói bụng quá cho nên là anh Hoàng cũng phải ăn trước. Cho nên là nãy anh Hoàng ăn cũng chút xíu thôi. Đó, thì ăn chung với Duy cho với anh Sĩ cho nó vui thôi. Đó, thì các bạn thấy không, mặc dù là anh Hoàng là một cái một coi như là một người sếp rất là lớn khi mà đi vào công ty với các bạn. Thì bữa rồi Duy có đi vào công ty chung với anh Hoàng thì coi như là nhân viên của anh Hoàng coi như là mọi người đều rất là sợ, cũng như là rất là coi như là anh Hoàng đi ngang là phải cúi đầu luôn á. Nhưng mà các bạn thấy không, anh Hoàng rất là thân thiện, cũng như là lần đầu tiên cũng như là ngày hôm nay á, chứ các bạn thấy rồi đó, thì rất là thân thiện cũng như là rất là thoải mái với Duy luôn. Thì anh Hoàng anh nói á, mày thấy không, tao vô nhà máy á, ai cũng sợ tao chứ có mày là chả treo với tao thôi. Ok, đó thì đó, anh Hoàng là một người thật sự các bạn không có khó đâu, rất là thoải mái, rất là dễ ha. Nhưng mà do là nhiều khi chắc là do công việc nó là phải như vậy thôi. Đó, bây giờ là hai anh em bắt đầu quay về lại Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Cảm ơn các bạn cũng luôn ủng hộ Duy trong suốt thời gian qua. Thì bây giờ Duy xin được phép kết thúc video tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 091 465 3979. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.